Xin chào các khán giả của chương trình Việt Nam Những Điểm Đến. Thu Hương đang có mặt trên chuyến hành trình khám phá một địa điểm mới. Bật mí với mọi người một chút, nơi mà ekip Việt Nam Những Điểm Đến sắp trải nghiệm là khu du lịch có diện tích lớn nhất Đông Nam Á, khoảng 450 hecta với những công trình nhân tạo kỳ vĩ, tráng lệ. Vậy khu du lịch đó nằm ở đâu, tên gọi là gì và đặc biệt sẽ có những điều hấp dẫn nào? Các bạn hãy cùng chúng tôi chờ trong một ít phút nữa để cùng bật mí bí mật này nha. Điểm đến tiếp theo của chương trình Việt Nam Những Điểm Đến nằm tại phường Hiệp An, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Với khoảng cách khá gần, chỉ cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 40 km, nên du khách có thể đi bằng xe máy, ô tô hoặc di chuyển bằng xe buýt số 616 xuất phát từ Bến Thành. Chào mừng mọi người đang đến với khu du lịch Đại Nam. Đây là nơi mà chương trình Việt Nam Những Điểm Đến kỳ này muốn giới thiệu đến các khán giả. Ngoài là khu du lịch có diện tích lớn nhất Đông Nam Á mà từ đầu Thu Hương đã nhắc đến, thì ở Đại Nam còn có nhiều công trình kỷ lục khác. Điều quan trọng là khi đến với Đại Nam, các bạn sẽ đến với những giá trị mang tính cội nguồn văn hóa, bởi nơi đây mang đậm vẻ đẹp của đất nước, con người Việt Nam. Và để chuyến trải nghiệm được tốt nhất, thì ngày hôm nay sẽ có anh Huỳnh Tân, hướng dẫn viên của khu du lịch Đại Nam, sẽ hướng dẫn Thu Hương khám phá nơi đây. Xin chào MC Thu Hương và xin chào tất cả quý vị khán giả của chương trình Việt Nam Những Điểm Đến. Dạ thưa anh, ngay lúc này thì mình sẽ khám phá nơi nào đầu tiên của khu du lịch Đại Nam ạ? Hiện tại thì khu du lịch Đại Nam có rất nhiều điểm tham quan cũng như là vui chơi giải trí. Nhưng mà khi nhắc đến khu du lịch Đại Nam thì chắc là có một điểm mà chúng ta phải đi đầu tiên, đó chính là khu đền thờ nổi tiếng với lại Kim Điện có diện tích lớn nhất Việt Nam. Khu du lịch Đại Nam chính thức mở cửa đón khách tham quan vào ngày 11 tháng 9 năm 2008 do ông Huỳnh Uy Dũng làm chủ tịch hội đồng quản trị, kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam. Ban quản lý đã đặt mục tiêu xây dựng nơi đây trở thành khu du lịch văn hóa thể thao với nhiều hạng mục vui chơi giải trí hiện đại, quy mô bậc nhất khu vực Đông Nam Á. Và điều đó được hiện thực hóa khi khu du lịch Đại Nam sở hữu nhiều công trình ghi dấu kỷ lục, như bức tường thành dài nhất Việt Nam 13,5 km, đền thờ lớn nhất Việt Nam 5.000 m2, núi nhân tạo dài nhất 252 m, biển nhân tạo lớn nhất 21,6 hectare. Nơi quy tụ những trò chơi cảm giác mạnh hàng đầu và cuối cùng là vườn thú thiết kế mở đầu tiên tại Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, nơi Thu Hương đang đứng đây là Kim Điện, đền thờ lớn nhất Việt Nam. Và theo như lời anh Huỳnh Tân chia sẻ thì Kim Điện được xây dựng theo lối kiến trúc cổ nhà Lý theo mô típ vuông tròn. Anh Huỳnh Tân ơi, thì ở Kim Điện này thì có những cái điều đặc biệt nào khiến cho du khách mình chú ý nhất và thu hút du khách nhất ạ? Bên cạnh cái kiến trúc vuông tròn mà Thu Hương vừa tìm hiểu thì trong Kim Điện còn có một điều đặc biệt là trên mái vòm hình tròn có vẽ hình của 108 con chim hạc. Trong đó 54 con chim hạc thì bay theo hướng chiều kim đồng hồ, còn 54 con chim hạc thì bay theo chiều ngược lại, tượng trưng cho 54 dân tộc anh em của Việt Nam ở cõi âm và cõi dương. Và bên cạnh đó thì trên những bức tường cũng như là những vách cửa đều có những bộ tranh đại diện cho những giai đoạn khác nhau của chiều dài lịch sử Việt Nam. Thì khi mà du khách tham quan một vòng Kim Điện thì cũng đã xem như là đi hết chiều dài hành trình của lịch sử dân tộc. Theo như những lời anh Huỳnh Tân chia sẻ thì chúng ta có mô típ vuông tròn, mái vòm, có 108 con chim hạc. Thì em ở thấy ở đây có rất là nhiều pho tượng thờ. Thì không biết là những pho tượng thờ ở đây có điểm đặc trưng nào không ạ? Cái điểm nổi tiếng nhất của Kim Điện từ trước đến giờ thì tất cả những pho tượng thờ, những bức phù điêu hay là những vách ở trên các cửa ở xung quanh Kim Điện thì đều được dát vàng 24K. Dạ, dát vàng 24K đó quý vị. Tất cả ở đây đều là vàng thật đúng không anh? Tất cả đều là vàng 24K, vàng thật. Dạ, Thu Hương đang rất là nóng lòng để mà có thể tham quan Kim Điện. Bây giờ anh Huỳnh Tân ơi, anh hãy dẫn em đi một vòng để tham quan Kim Điện nha. Vậy thì xin mời quý vị và các bạn cũng như là Thu Hương sẽ đi tham quan một vòng Kim Điện. Đền thờ Đại Nam là ngôi đền tái hiện lịch sử dân tộc Việt Nam qua 4.000 năm văn hiến, nhằm nhắc nhở con cháu phải luôn nhớ về nguồn cội, tổ tiên, tiếp nối truyền thống dựng nước và giữ nước của cha ông.
Chính điện của Kim Điện có 3 pho tượng thờ là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, Tổ Phụ Hùng Vương và Điều Ngự Giác Hoàng Trần Nhân Tông. Nếu máy vòm hình tròn biểu trưng cho trời thì hình vuông được thể hiện qua 4 vách của đền thờ, bao gồm 28 bộ cánh cửa được chạm trổ 28 bộ tranh ghi lại các mốc lịch sử của dân tộc. Hồi nãy giờ Huỳnh Tân cùng với lại Thu Hương cũng đã đi tất cả các bộ khung tranh và đây là những bộ khung cuối cùng theo cái chiều mà mình đi. Là những sự kiện lịch sử cuối cùng của Việt Nam, đó là kháng chiến chống Pháp và kháng chiến chống Mỹ. Khi mà Thu Hương được đi cùng với anh Huỳnh Tân tham quan hết một vòng Kim Điện thì Thu Hương mới thấy được là những cái bức chạm gỗ trên cái khung của các cánh cửa ở đây thì rất là sinh động. Và các bạn có thể ghi lại những cái sự kiện mà những sự kiện chính của đất nước một cách rõ nét nhất. Rời Kim Điện, ekip chương trình Việt Nam những điểm đến tìm đến dãy núi Ngũ Hành Sơn hay còn gọi là Bảo Sơn, bao gồm 5 ngọn: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Ngọn trung tâm cao 65,8m. Trước khi vào bên trong dãy Bảo Sơn, chúng tôi được ngắm nhìn một quần thể thắng cảnh hùng vĩ bao quanh dãy núi Ngũ Hành. Quý vị và các bạn thân mến, nơi Thu Hương đang đứng đây là tầng thứ 9 của Bảo Tháp. Từ đây thì chúng ta có thể nhìn được bao quát toàn cảnh khu du lịch Đại Nam. Ngoài những công trình kiến trúc đồ sộ thì nơi đây còn được bao phủ bởi một không gian xanh tươi mát, mang đến một cảm giác an yên cho du khách. Đến với khu du lịch Đại Nam, du khách còn thích thú với những hoạt động vui chơi giải trí với hơn 40 trò chơi, đủ mọi cấp độ từ trò chơi cảm giác mạnh đến trò chơi phổ thông. Nơi đây có trường đua Đại Nam, là công trình thể thao tốc độ phức hợp đầu tiên tại Việt Nam, có sự kết hợp của 5 loại hình đua: ngựa, chó, mô tô, go-kart, jet ski và biểu diễn flyboard, phục vụ du lịch, nhu cầu giải trí cho người dân. Tại Vườn Thú Đại Nam, với thiết kế không gian mở, du khách có thể tiếp xúc với các cư dân thân thiện của vườn thú, chứng kiến những con thú được nuôi thả và sinh sản trong môi trường sinh thái bán hoang dã. Đặc biệt hơn, bạn còn có cơ hội quan sát những loài thú quý hiếm lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam như sư tử trắng, hổ trắng, linh dương sừng xoắn, khỉ sóc Nam Mỹ, v.v. Và trong những ngày nắng nóng sau khi tham quan, du khách có thể thư giãn và đắm mình trong dòng nước tại bãi biển nhân tạo Đại Nam với thiết bị tạo sóng và nước biển nồng độ ổn định như nước biển thật, có thể phục vụ cho 30.000 du khách. Một khu vui chơi thì nó có một cái trải nghiệm riêng. Khi mà mình đến với Đại Nam thì mình rất là thích khi mà bước vào vườn bách thú. Thì mình có một cảm giác là vô đây nó rất là thoáng mát và nó cho mình một cái cảm giác là thân thiện với những con vật mà hầu như cuộc sống hàng ngày mình không có nhìn thấy nó. Và cũng giống như mình dẫn những con của mình đi á, thì nó học hỏi và nó biết được nhiều điều hơn về những cái con vật mà tại khu du lịch Đại Nam. Đi khu vui chơi, khu sở thú như bên Bình Thọ, nhưng mà chỉ thấy thích nhất là ở khu sở thú này. Vì sao ạ? Ở đây có mấy con vật ấy á. Mấy đứa nhỏ cũng rất là khoái luôn. Khu du lịch Nam thì gia đình mình cũng hay thường đến đây. Và đặc biệt là những vật ở đây cũng thấy nó rất là đa dạng, cho nên các bé rất là thích ở đây. Thêm một phần nữa là có được cái chỗ biển. Biển thì cũng là nơi mà yêu thích của các bé. Tuy nhiên là ở Đại Nam nó có còn một cái nữa là làm cho mình có thể lắng lòng lại ở những khu đền thờ. Và mình cũng hay đến khu đền thờ trước đi, mà mình đi vòng quanh những cái chỗ tham quan như thế này. Hấp dẫn, độc đáo, hoành tráng là những điều mà Thu Hương cảm nhận được khi đến với khu du lịch Đại Nam. Không những thế, những công trình được xây dựng trong khu du lịch này đều hướng tới sứ mệnh bảo tồn, tôn vinh giá trị văn hóa lịch sử, khơi dậy niềm tự hào truyền thống của đất nước trong lòng mỗi người. Còn bạn thì sao?
bạn cảm nhận như thế nào về Đại Nam? Nếu có dịp, hãy đến đây một lần, tự mình khám phá và tận hưởng nha!